Ủa cô không biết ăn đó hả ba? Ai biết. Nó nói nó không biết ăn mà đâu có biết đâu. Anh hai cắt cái vỏ đi, coi chừng lát nuốt luôn cái vỏ. Vậy mà chê hôi lên hôi xuống, sợ ói, mà ăn thấy thương luôn. Không, ngon, ngon. Thôi nha. Trời ơi, chú mặt ba chứ mà anh Vũ không được vậy nha. Tôi là chị dâu á nha. Tự nhiên đòi hôn là sao? Trời ơi, gì vậy? Gì vậy? Bị điên hả? Dính cái miệng kìa. Dính gì? Ngon quá. Công nhận nha, rớt xuống đất rồi mà lượm lên ăn tiếp được, hay thiệt. Dạ con đâu có ăn gì đâu. Đó, tự mình tố mình luôn.